Anh em có thấy là đây là chiếc Hyundai Tucson mà sao tại sao anh em có thể thấy là bên em đang tháo tung hết tất cả các đồ ra đây này, cua lốp trước này, bánh xe này, cua lốp sau này và bánh sau này, cả ống xả nữa và cái chắn gầm ở phía bên dưới. Tại sao em bên em lại tháo tung hết ra như này? Đấy, thì đây là chiếc Hyundai Tucson, thì con xe này thì vừa mới xuất xưởng từ trong hãng ra, thì cái xe này đang làm cái dịch vụ đó là sơn phủ gầm chống gỉ cho chiếc xe này nhá, để mà bảo vệ cái chiếc gầm của chiếc xe của bác tốt nhất cho cái ông cái thời gian cho bác sử dụng 5 đến 10 năm đã không ảnh hưởng gì đến cái vị trí gầm của bác. Đây là cái vị trí gầm mà cái xe mà xuất xưởng từ trong trong hãng ra này, các bác nhìn thấy không ạ? Đây nguyên sàn này nó vẫn chưa phủ gì, thì sau một cái thời gian dài mà đi mà các bác đi thì thật ra là nó thời gian tích tụ vào rồi thì cái gầm này có thể sẽ sau ngày nó sẽ ăn vào cái sắt này và nó sẽ gây một gầm và hỏng cái phần sàn dưới này đấy. À, đây cái sàn, phần sàn dưới các bác có thể để ý thấy này đấy. À, các bác có thể nhìn thấy là ở những cái phần này nó có nó phủ bảo vệ này đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, từ trong hãng nó cũng có phủ rồi. Và các cái phần này là cái gì ạ? Cái phần này là cái phần tiếp giáp của cái lớp mối hàn này và dập tiếp nối chi tiết của những cái chi tiết của để đỡ những giá này, thì những cái này nó hay có cái khe này thì nước nó hay vào đây và tích tích tụ trong này đấy, và nó bùn đất anh em nhét vào đây thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là gì, đúng không ạ? Thì đây sẽ bên em sẽ phủ một cái loại vật liệu phủ gầm lên đây. Bên em đang làm dụng cái loại vật liệu của Onca đấy, mã là cái gốc này, cái gốc dầu thì sẽ được vắn và phủ lên toàn bộ cái bề mặt của cái phần sàn này. Phần sàn này sẽ được phủ hết lên toàn bộ cái phần sàn này cho các bác nhá, giống như cái vết phủ nguyên bản của nhà máy đây. Đấy, nhưng mà nhà máy nó chỉ phủ một số chi tiết ở đây cho anh em, cái rãnh kết nối này, những cái chi tiết mối hàn thôi. Còn bên em sẽ tháo hết toàn bộ ra như này và sẽ phủ hết lên toàn bộ cái bề mặt tôn như này, từ bánh bốn cái hốc bánh xe này, phần sàn phía bên dưới này. Đấy, các bác nhá, để tháo ra vệ tinh khô chi tiết như giống như trong nhà máy luôn và sẽ được phủ lại hoàn toàn. Thì những cái chi tiết mà những đống mối này tí nữa sau cái phần nó sẽ che đậy lại để khi mà các bác bảo dưỡng thì không ảnh hưởng gì đến cái phần quá trình bảo dưỡng của ông này. Và đây sau kỹ thuật bên em thì đang làm và thi công, và sau khi đã rửa xe khô và sẽ phải tấy khô lại toàn đoàn đấy, để đảm bảo cho cái phần gầm của chúng ta được khô và tạo được cái độ bám dính tốt nhất đấy. Anh em nào mà mới lấy xe mới mà chưa phủ gầm mà đang quan tâm đến cái dịch vụ gầm này thì hãy đến với Agala Thái Nguyên ngay để bên em tư vấn hỗ trợ và thi công cho các bác nha. Yeah.